Yo anh em, hello anh em và chào mừng quay trở lại với channel của CZ. Không hiểu kiểu gì nhưng mà dạo này lắm chế độ 4 vàng dã man anh em ơi. Chịu rồi, bạn đánh thế này thì chịu rồi các bạn ơi. Bạn ơi các bạn à. Chơi thế thì chịu rồi anh em ơi. Chơi kiểu gì luôn á. Chơi kiểu gì luôn á. Đấu sĩ à? Lấy quả đấu sĩ này rồi. Cái này đi. Tình hai nguyên tố nó xem ca. Đánh tưởng chết còn lung bua ở đó được. Ok thế thôi em ơi. Không đam mê gì nhiều. Đứng xấu nhỉ. Càng đét anh em ạ. Có 4 con rồng thì bạn kia cầm 3, mình cầm 1. Đây, mất chuỗi thua rồi. Thua chuỗi thắng chập chờn. Taxi này đi đi mua lại được. Đổ cho Rat nhé, Rat gánh nhé. Cầm máu thôi. Cầm máu gì thì cầm máu thôi. Càng đét này mày. Trên này cũng không nhiều tường lắm nhỉ. Trên này có một quét này, hai con teo này, bạn này trông điên này. God Snow PA này trông điên đấy. Thôi xong gặp đúng bạn ấy luôn. Buồn thật. Ai đấm ai quá. Thêm đấm nữa. Không giết được ba con thú này. À, không giết được ba con bốn vàng này. Tàn khốc thật. Hơn một lần hai bạn này. Rat này bỏ đi hơi tiếc nhỉ. Rat bỏ đi. Rat cầm máu tí mình cho floor vào được. Chứ chắc trận này đánh được ác lắm. Nó cũng khổ à. Chơi bằng thê này. Phát 9 này. Cân nhắc em này. Được nha, hắc ám được nha. Khả năng là sẽ tươi tắn anh em ơi. Bán thần được anh em ơi. À bán thần gì đó được. Thêm cái thương, thêm ngọc đại gì đó nữa. Floor rồi này. Hai con floor này. Này đi được. Mang cũng thích lấy ta. Ủa? À đây đây đây. Đổi cho floor nhỉ. Chơi hai floor đi. Mấy kỳ ta. Đang không biết xếp xếp thế nào anh em. Muốn tận dụng hết mana. Bỏ đuôi này tìm mua lại được nhá. Cầm máu thôi.
thì mới thương gì đâu, thương Ngọc Đại gì đó. Xử cái này đi. Tập diều chậm lặng, ok nha. Chẳng chỉ được vậy em. Trợ thủ ba đủ kia thêm cũng được, đi cho na cót cũng được, bán thần này. Ngon. Lên hơi chậm anh em ơi. Lên 6 con này hơi chậm này. Tốn nhiều tiền. Dòng này cũng chưa dám cho vào nhỉ. Lau 2. Thương bắt đáy hai thương bên kia, hai thương rồng này, rồng đánh thương một phát, rồng thua đẹp thế. Sao thì mình cũng phải hơn anh. Ui rồng thổi hai phát thì hơi điên đấy, hay trưởng thật. Vẫn đang hơi thiên hướng về đánh trợ thủ một tí, trừ khi ra Ngọc Đại. Ngọc Đại nó khể sẽ đánh ra bán thần, ra Ngọc Đại bán thần khá là ngon. Thì để cái này con rat này lên đây cũng được, xong rồi cái này cho con rat được tín không kém. Floor kia vẫn được xuyên luôn. Chỉ hai con floor được xin luôn luôn ý chứ. Đây level 7 cho thêm hai con floor. The fragrance of romance is truly intoxicating. Nhưng mà giá cho con Tulane này không hợp lắm nhỉ. Con Tulane này nó bị ulti sớm quá ấy. Xong rồi con floor mình sẽ xiên sớm. Hai con floor của mình đều xiên sớm rồi thì con Tulane này không được dính mana nữa, bởi vì nó sẽ ulti cùng với con floor. Em cho con Rat à? Cho Rat nó kỹ đấm củng nhỉ? Cho con Alice chăng? Alice chăng? Đồ ngon nha. Nhiều đồ quá. Này, em nghĩ đến con Floor nữa vào đây này. Chuỗi tăng 2 lên đi.
Này rat 25 20 25. Đánh luôn này cho lâu đi. Tu len này đứng đây hơi kỳ ta. Đó, hai floor này đều xuyên luôn, mình sợ nó xuyên cùng một chỗ. Má hàng ngu rồi. Hiện tại đồ này đánh trợ thủ khá là ngon nhé. Vẫn đang chờ đợi một cơ hội đánh trợ thủ đây. Hai tề châu ấp. Hay gai các thứ này. Công ty tốt chết luôn. Bùm, không chết. Mày qua vẫn chết. Voi 15 con vẫn chơi được bán thần anh em ơi. Ra ngọc đại không nào? Từ từ nhé. Có gì nó sai sai anh em ơi. Nhiều mana thế nhỉ? Không biết ném cho ai nữa ấy. Thật sự đang ở trong cái tình trạng không biết ném đồ cho ai luôn ấy. Nhiều tướng nhiều mana vậy. Dòng thổi đẹp thế. Mấy cái thổ đẹp quá, có cái thương thổ đẹp. Cần cấn thêm một con Narcot này. Narcot này sẽ đồ này cho con rồng này, đồ này cho Narcot. Narcot 3 đồ này là nó sẽ ulti được luôn. Một Narcot một rồng thôi anh em ơi, rồng sẽ thổi được luôn, Narcot thổi được luôn. Nó cần rất cần Narcot. Rất là cần Narcot anh em ơi. Bán thần khả năng sẽ không cần nữa này, nhưng mà bây giờ thì vẫn hơi cần bởi vì cần chúng ta. Floor đứng cạnh nhau là được. Nhiều đồ quá. Chịu anh em ơi, pha này xử lý này. Hai này không cần đồ. Bán đi. Tiền đi. Lo xiên được. Câm lặng được hai xiên này, lo này, xuống xiên tiếp này, ok. Xếp vào tướng trông hơi kỳ tí nhỉ. Chấp nhận được. Bỏ cái thần đi. Hắc ám. Đấy, hắc ám đúng 3 đồ này, con Narcot đúng 3 đồ này là nó ulti điên khủng luôn. Con rồng đứng cạnh con hắc ám là được, à, con Narcot là được. Rất nhiều Narcot nha anh em, không thêm Narcot đâu. Tìm ra cót cẩn thận hơn. Mười na cót mà anh em, thiếu gì đâu. Vẫn ok này. Thánh thành cho teo được với mất bán sử dụng teo nữa rồi. Tụi đánh ulti này, Alip cầm lặng này. Lo xiên được này. Trâu đánh đấu cũng chết thôi. Narcot, Fon cần. Fon cần rồi. Thừa mana quá. Tí nữa là không thừa đâu bởi vì tí nữa có bán thần. Bây giờ nó hơi 16 là lấy luôn. Chị bán luôn đi. Tìm luôn anh em. Roll đấy hơi liều ấy nhưng mà mình nghĩ là được. Chấp nhận được. Đôi lúc phải roll liều liều thế vui. Bây giờ nhá, con rồng mình sẽ cần một cái này này. Đứng cạnh con kia, con này cho con thầy. Thầy lắm đồ vãi.
Nó cần này. Đây rồi. Liếu có thành công của Liếu em. Bù lại mình bị thiếu một con Sephira. Chưa liều thành công lắm anh em ơi, thiếu con Sephira. Đế quyết không ra mà. Thường bắt đáy bên kia phát ulti đánh bằng Nakoth thôi, Nakoth thôi, hên chắc cũng không chưa làm gì được, mình Nakoth ulti được khá nhiều này, thêm một phát nữa này gần được đánh thường, ok tạm được, chấp nhận được. Sephira Floyd không xin được luôn này. Đồ đồ thủ. Nhiều hắc ám à, 4 hắc ám. Không kịp hồi máu đâu nhưng mà chẳng hạn đây thêm giáp thống khổ. Ê không ra Sephira thật à? Okay. Shall I compare thee to a summer's day? Bốn hắc ám à? Hai hắc thống khổ đi. Chém thường, chém thường, chém thường, bùm, đá xì giết ạ, điền thế. Ok, bây giờ nắp một dòng một thế được nhỉ, một dòng tắt thôi nhỉ, lên 9 được luôn không? 9 luôn giờ hơi sớm sớm sủa quá nhỉ? Kệ chấp mana đi. Chấp bớt mana đi. Chấp, 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 chấp. Ơi, chấp, 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 chấp. Thổi giữa Nakoth ulti nhá. Nakoth gánh thôi vậy. Sephira ulti được này. Nakoth gánh quá. Cót một thôi anh em ơi. Cần mình sẽ bỏ floor đi, mình cao hai hắc ám mà kìa. Hình như không cần sách thánh em ơi, sách thánh mình để ném cho thêm được đúng không? Mình nhớ không cần. Không, vẫn cần sách thánh em ơi, tính sai với bất không có bán thần. Thêm không bổ được kìa. Phải thua nặng đấy anh em ơi, phải tính sai thua nặng đấy. Tính sai anh em ơi. Với nó có mà ulti được luôn phải ngon không? Thêm của nó chắc là không chơi, không, không chơi được. Định mấy mọc thêm sách thánh cho con thêm nữa để cho con thêm nó bổ. Không được.
mà con này thì cần thêm một cái choi, một cái gì nữa, một cái choi nữa mong choi choi kiếm một lần gặp đại ta sau mình lên nhé, một floor được. Chắc cho Sephira hoặc là Alice, nên là cho Sephira đi, cho Omen đi. Quả rồi hơi lỗi anh em ơi, lỗi nặng ấy. Thêm đồ nữa, lấy mana. Bám thường mấy ba cái này mình chỉ cần mình bỏ hai cái đi rồi mình cho mình một cái ngọc đại thôi mình đã thích rồi. Không cần mất ba cái này đâu, ba cái này hơi thừa. Mình nghĩ là đang cho sách thanh âm thên đi. Xong rồi đồ này mình cho con Narcot tiếp đi, ba Narcot ba đồ đi. Giác mệnh cho con thên thì cái này cho con Omen rồi. Nhiều đồ nhờ. Kích nhờ. 5.000 à, 5.000 cho con này đi. Đánh cho con thên nhá. Omen. Đánh bằng Narcot này, rồng sẽ đánh thường một phát là nó thổi. Mình sẽ nhém cho cái cách thánh cho con thên. Thên này chơi được không thì câu hỏi nữa. Bổ được sớm hơn cũng không làm gì này. Ok, vẫn thêm chơi được tiếp. Mình cảm giác bỏ sách thánh của Narcot đi nó không multi được nhiều anh em ơi. Hay cho sách thánh cho Narcot tiếp nhỉ? Multi nhiều hơn nhỉ? Thêm này thêm 1. Đây là cái đồ thêm này. Thêm 2 này. Tạm được. Rồng thổi luôn nhá. Thêm xuống đáy. Rồng này rồng truy hồn à. Rồng truy hồn von cát xuống đáy à, trông điên thế, trông bạn nào cũng điên quá anh em ơi, chịu ấy. Ô bế con rồng mình thôi xong rồi, bế con rồng mình xong rồi, đừng lỗi anh em ơi, hết lỗi của đấy, may chưa xong nhá, còn thêm nhá, thêm 2 chém thường này, chém thường này. Xin lỗi anh em ơi, xin lỗi. Đẩy con kia sang bên kia nữa. Quên mất hai thương. Hai thương phải đẩy thêm một ô nữa. Cót 2 này, đây để thêm một ô này nữa. Dính con này xuống đây. Con này đứng đây vẫn được. Mình gặp bạn hai thương đúng không? Mình sẽ gặp bạn này hoặc là gặp bạn này hai thương. Thì bạn hai thương thế. Ai thương xuống đây, đáy đáy này thôi. Đẩy cái này lên đây đi. Đây. Thay đổi gì nữa? Alice ulti sớm. Thêm bổ được. Thêm kia bổ trước kìa. Hai bổ này. Còn giáp bộ bệnh này, còn liềm này. Giáp bộ bệnh ok chết con kia này, thêm mình còn một bổ tiếp không? Đã có ulti được một phát nữa này. Ok này. Cầm nặng đi. Cầm nặng. Ui đã có chết rồi. Còn liềm. Này cho Omen nữa nhá. Rồng mình không thổi được hai phát đâu. Thổi hai phát nó cũng đẹp. Luôn.
cát này, đắp bẫy von cát này, ba đồ von cát này, thêm thổ đắp thủ cổ alit là có sẽ ulti sau nhé, nghĩa là có ulti sau nhé. Không cho nó không tin luôn được. Nó có ulti luôn được. Quên. Gửi sau hết anh em ơi. Một thêm một con cát là được rồi. Một cái liềm này. Một bổ nữa ok anh em ơi. Gửi cái ulti sau hết đúng không? Chưa thua là được rồi. Này bỏ này. Iraq, cần Iraq. Thêm một sao tướng, thêm một con tướng kia được. Narcot ulti luôn này. Ôi, chui hồn khắp nơi. Sát thủ teo hoa nát, bắn thẳng. Ai da. Chéo đây, bắn chéo nhá. Ê, hết hai thương đúng không? À, hai thương hai bên à? Hai thương hai bên thì con rồng mình phế. Rồng mình cho vào giữa à? Rồng mình cho vào giữa hơi chéo nhỉ? Teo hoa nát. Bạn teo 3 này, bạn ấy bắn không có thương đúng không? Bạn này bắn thẳng thôi. Bắn thẳng mình sẽ bắn cho bắn con Omen hoặc cho bắn con Daxi gì đó đi. Bắn con Omen được em. Omen có giáp thống khổ mà. Thế thì hai giáp thống khổ này, what the fuck. Sibira cầm một cái nhá. À, Dalit cầm một cái nhá. Bằng bà hạ ám cái thế, không có Dirac. Đâu có con Dirac bây giờ. Thằng sát tướng mày thế. Thế đỡ cần Dirac anh em ơi. Dù có thì vẫn tốt thôi nhưng mà không có cũng không sao nhá. Rồng mình vào giữa được rồi này. Narcot mình sẽ phải chui được này. Giác thống khổ hơi kỳ ta. Floor xuống đáy bên này, con cắt xuống đáy bên kia. Con cắt mình cân con cắt bên kia được. Rồng sẽ thổi chéo góc bên nào đây. Ê mình thật sự không biết con rồng sẽ thổi chéo góc bên nào. Nào rồng thổi giữa được nhá. Con cắt xuống đáy bên này, floor xuống đáy bên kia. Mình cho con floor mình, con cắt mình bên này đi. Mày đứng trên này đi. Đắt thống khổ à. Bắn ulti phát chéo ở đây đã. Xong cho nó bắn đâu rồi bắn. Eo bắn chéo này, đúng rồi ok. Rồng thổi giữa này. Narcot ulti được này. Rồng thổi giữa này. Một thổi đẹp này. Một bổ này. Nhảy đi em. Nhảy. Có đắt thống khổ em ơi, rồi có đắt thống khổ là con teo tự chết. Ôi ơi, mình chết thôi. Rất nhiều giáp thống khổ anh em ơi, còn nhiều giáp thống khổ lắm. Không thể nào. Vợ dặn cân tim đúng không? Được rồi, vợ cứ dặn cân tim đi. Để xem. Xem. Chắc chắn không cần. Chắc chắn cho Narcot để nó ulti nhiều, hay là thên. Thên ulti nhiều không? Chắc thánh cho thên này, cái này cho thên nhỉ? Hay nào cái nào ngon hơn? Cái nào ngon hơn anh em? Cái nào ngon hơn? Cái này hay cái này? Fuck it. Với đấy con rồng này thổi hướng nào? Con phong cắt ở xuống đáy bên này nó sẽ nhảy con thên của mình à? Ai mà nhảy thên người ta? Ai, bị tĩnh. Không sao, góc này được. Con cát thêm xuống đấy bổ được em ơi, thêm xuống đấy bổ được con rồng. Mặc dù con cát mình sẽ chết sớm thôi nhưng mà rồi con cát mình chết sớm quá, tìm mình chết hết rồi. Không đỡ được. Không có thương em ơi, bạn này có hai thương vả đầu mình. Nhưng mà ý là mình counter được các bạn teo 3 rồi, mình cầm 3 thống khổ. Cầm 3 thống khổ, counter con teo 3. Một tí, counter được một tí. Nhảy khó nhỉ. Nhảy bắt thương đấy, bắt được con Narcot mình như sao ấy. Không nhớ. Narcot mình không thấy gây đam được. Ôi, vậy ơi anh em, video mình đã kết thúc rồi. Anh thích tiếp trên này, like, subscribe và hẹn gặp lại trong các clip lần sau nhé. Ôi giời ơi, đó hết bộ. Bye bye.